Giá rau ngoài chợ dạo này tăng cao quá. Em nghĩ chắc mình chịu cực chút xíu, dậy sớm đi chợ sỉ ha anh. Giá có cao một chút nhưng mà ủng hộ chợ nhà mình đi quanh. Bà con ở chợ người ta cũng giúp mình buôn bán nhiều mà. Đúng rồi, anh lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác trước. Ủa anh lại vậy nữa rồi hả? Ừ. Trời ơi, tôi gặp tổ chủ ở đây tôi mừng quá. Tôi có cô này nè, tôi làm ba cho cậu nha. À, dạ có chuyện đó thì mặt mũi dáng dấp coi được lắm, mà còn thi đại học nữa. Quanh nói gì đi Quanh. Cô Quanh biết gì đó mà nói, làm như hai người bộ bịch với nhau không bằng. Cậu lát gặp ta một lần đi, tôi không hối hận nữa nha. Quanh, Quanh. Phú Hồn, gì mà mặt chuyện đóng vậy? Chuyện có gì đâu mà không tự nhiên Quanh làm gì kỳ cục vậy? Đối với anh thì không có gì đặc biệt, nhưng đối với em thì có. Tại sao vậy? Tại sao anh không dám công khai với mọi người rằng anh với em yêu nhau? Quanh nói ai không dám nói công khai? Anh với ai? Giỡn gì? Anh Hoàng, anh xấu hổ vì em đúng không? Nên anh không bao giờ dám nhận em là bạn gái của anh chứ gì? Đâu có phải vậy đâu. Anh Hoàng, anh đã từng nói chúng ta yêu nhau, vậy mà trước mặt mọi người anh lúc nào cũng như muốn giấu vậy. Hái rồi, em là một cô gái không ra gì mà nhan sắc thì bình thường, nghề nghiệp không có, bằng đại học cũng không, lúc nào em cũng đi tò tò theo anh như một cái bóng vậy đó. Nên bây giờ bị anh đối xử như vậy là đúng rồi. Quanh nói như vậy mà Quanh nghe được hả? Vậy thì tại sao anh không nói cho tất cả mọi người biết rằng anh với em yêu nhau chứ? Tôi với cô Anh ở trong cái tiệm này đang yêu nhau. Em cô Anh ở trong tiệm phở nên là tôi với cô đang yêu nhau đấy em. Anh tôi với cô Anh trong tiệm phở này đang yêu nhau nè. Bà con làng xóm ơi, tôi với cô Anh yêu nhau quá nè. Trời ơi, ơi ơi em lại đây, anh với cô Anh này đang yêu nhau nè. Thiệt mà. Thôi anh làm gì vậy? Không, anh phải nói cho anh ta biết chứ. Cả khu phố ơi, tôi với cô Anh đang yêu nhau nè. Thôi, người ta biết rồi, em hiểu rồi mà. Hiểu lầm anh rồi, đừng có la nữa. Bây giờ hiểu lầm anh chưa? Hiểu rồi. Có thai hả? Chị có thai 2 tháng rồi. Nhớ như sức khỏe, đừng làm việc nặng. Em, bác sĩ nói sao rồi? Bệnh nặng lắm hả? Sao em lại như vậy? Bác sĩ nói em có thai. Thiệt không? Yeah! Anh, bác sĩ nói em bé đang lớn ở trong này nè. Em không tin được luôn á. Được mấy tháng rồi em? Rồi bác sĩ nói em bé có khỏe không? Anh, vậy là bây giờ mình trở thành cha mẹ rồi hả? Đương nhiên rồi, tụi mình lấy nhau thì phải làm cha làm mẹ chứ. Em nè, từ nay em được đi làm nữa. Ở nhà nghỉ cho khỏe nha. Anh thấy mấy người phụ nữ có bầu hay như vậy lắm á. Nghỉ bán hàng rồi lấy gì ăn? Chuyện đó thì em không cần phải lo. Em cứ việc ở nhà lo cho đứa con của chúng ta đang nằm trong bụng á. Nghe anh nha. Em cũng không biết nữa. Nghe bác sĩ nói là em có thai thì biết vậy thôi. Chứ thực sự em chưa cảm giác gì hết á. Ê! Anh ơi! Ôi, chóng mặt quá!
quên. Không được làm như vậy. Chắc là em bé đang giật mình trong bụng phải không? Con ơi, cho ba xin lỗi nghe. Cả đêm qua chơi bời gì mà tới mức ngủ gục như vậy? Hình như là đêm hôm qua anh không ngủ được Phương. Anh có chút việc nên ngủ được tí xíu à. Anh có việc gì vui mà mất ngủ tới như vậy? Rõ ràng là đã có chuyện gì đó rồi. Chưa cưới mà đã giở trò rồi chứ gì. Được, cứ thử xem. Mình bắt được á thì biết tại mình. Sao đàn ông mấy người lại như vậy chứ? Thấy phụ nữ có vẻ là người của mình rồi á, lại bắt đầu giở trò. Ghen tuông cái gì nữa đây? Nè, nếu bây giờ ông Lương không làm theo ý bà, chắc bà quỷ hôn quá. Đương nhiên rồi, cưới vậy cưới làm gì? Ủa tôi khùng chắc. Ê, mà tôi thấy đàn bà mấy người cũng ngộ nha. Khi á mà thấy người đàn ông sắp là người của mình rồi á, là tìm cách nắm đầu người ta cho được à. Nè, ông nói vậy nghĩa là sao? Là tôi kêu bà đó tin ông Lương đi. Chẳng lẽ tới giờ này mà bà chưa hiểu ông sao? Bộ biết chuyện gì hả? Biết gì đâu. Sao nói vậy? Thì nói đại. Nè nè nè, chắc là lâu lắm rồi ông chưa nếm một cái nắm đấm này đúng không? Không biết gì cũng bị đập. Hiền nó làm gì chồng chị vậy cưng? Minh. Đâu có đâu chị, tụi em đang nói chuyện thôi mà. Chị biết em cũng ưa xài nắm đấm lắm, nhưng mà chị nói cho em nghe nè, đừng có làm gì quá đáng với chồng chị nghe. Một lần nữa là không yên với chị đâu. Chị không có bỏ qua dễ dàng vậy đâu nghe. Phương Minh. Ừ. Có chuyện gì mà con phải gọi điện cho mẹ hẹn ra gấp vậy? Hả? Hay là mẹ con mình đi đâu đó kiếm cái gì ăn đi. Dạ thôi khỏi mẹ, để con nói mẹ luôn. Thủy có em bé rồi mẹ. Hả? Thì khá con. Dạ, sáng nay Thủy mới vừa đi bệnh viện khám. Vậy thì tốt quá. Ủa, mà sao con không nói nó lên đây luôn? Dạ, bác sĩ nói là không được làm gì quá sức, cho nên con kêu Thủy về nghỉ rồi. Chắc vì có em bé, Thủy phải nghỉ bán hàng thôi mẹ. Ừ, đương nhiên là phải như vậy rồi con à. Dạ, nhưng tiền lương con làm thêm ở nhà hàng chắc không đủ để... Con không cần phải lo, mẹ sẽ tự lo hết cho con. Con xin lỗi mẹ, con tính là sẽ không nói chuyện này cho mẹ, nhưng mà... Con không nói với mẹ thì nói với ai chứ? Trước mắt bây giờ, ngày mai mẹ sẽ đưa cho con một số tiền để dành xài trong một thời gian. Bây giờ mình phải lo tất cả mọi thứ cho con Thủy, những món ngon bổ dưỡng. Nếu như mà vợ con cần cái gì cứ mua cho vợ con nha. Con cảm ơn mẹ, nhất định con sẽ trả lại cho mẹ. Không mà, không cần phải làm như vậy đâu. Trước mắt bây giờ mình phải lo sinh con, rồi phải nuôi dạy khôn lớn, mạnh giỏi nha con. Dạ. Ừ, còn việc của công ty nữa chứ? Con đã nói với mẹ rồi, công ty đó một mình ba con có thể lèo lái được. Mẹ hãy gạt con ra khỏi chỗ đó đi. Khanh à, con ráng chờ thêm một thời gian nữa thôi, mẹ sẽ làm hết mọi việc. Lâu nay mẹ quá tin tưởng ba con như người khờ vậy. Từ giờ trở đi mẹ sẽ không để như vậy nữa đâu. Mẹ sẽ lo hết cho con và Phương. Chắc con về đây, con sợ Thủy chờ con. Ừ, con phải về đi. Mà nè, con cầm số tiền này, Thủy nó thích món gì con mua về cho nó nha. Có thai là thèm ăn đủ thứ hết đó con à. Lẽ ra tôi phải gọi vợ tôi đến đây để gặp anh chị. Cậu hẹn gặp như vậy chắc
Không phải tự nhiên muốn gặp phải không? Thật ra thì cũng đang có việc, muốn nhờ anh chị giúp đỡ. Anh chị thì có giúp đỡ được việc gì đâu. Anh chị nắm trong tay các thành viên hội đồng quản trị. Thú thực là công ty gần đây có khó khăn, mà tôi cũng biết các thành viên hội đồng quản trị cũng có lời ra tiếng vào không tốt về tôi. Những lúc như thế này, mong là anh chị sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Anh chị á thì lúc nào cũng muốn về phe cậu thôi, nhưng dạo này nhìn cách cậu điều hành công ty vô lý như vậy, thật tình anh rất tiếc. Chuyện ở trung tâm thương mại thì cứ cho là tai nạn đi, nhưng còn mảng thực phẩm sao cậu lại đầu tư quá đáng như vậy chứ? Đúng đó, mặc dù cậu nói là sẽ sáp nhập với Hương Việt, nhưng liệu sáp nhập với công ty như vậy thì lợi ích sẽ có được là bao nhiêu? Trong số các thành viên trong hội đồng quản trị có nhiều người còn hồ nghi về việc kinh doanh thực phẩm đó. Tôi thì không nghĩ như vậy. Phở là món ăn có khả năng trở thành món ăn mang tính toàn cầu, hiện giờ thì mới giới hạn trong nước mình thôi. Nhưng tôi sẽ giới thiệu phở Việt Nam qua món phở tươi. Phở tươi của chúng ta sẽ đi khắp thế giới. Vả lại, hội đồng quản trị mà muốn đẩy tôi ra khỏi vị trí hiện nay e rằng cũng khó. Bởi vì chỉ tính cổ phần của tôi và vợ tôi thì cũng đã đủ để cho tôi giữ cái vị trí này rồi. Sẵn cậu nói tôi hỏi luôn, dạo này Thư ra sao rồi? Cảm ơn chị, Thư vẫn khỏe. Hai người không có vấn đề gì chứ? Dạ, vì chúng tôi không có vấn đề gì đâu chị. Không có vấn đề gì tức là hai người vẫn tốt đẹp phải không? Dạ. Nhưng mà là sao hả chị? Tôi chỉ hỏi thăm vậy mà. Bận rộn công việc ấy thì tất nhiên sẽ lơi là với vợ. Chị đừng lo, chị cũng biết nhà tôi là người luôn luôn trước sau như một. Cậu đừng quá chắc chắn như vậy. Chuyện con người mà, không bao giờ biết trước được đâu. Trường có hài lòng với những thứ mẹ mua không con? Mẹ cũng biết ảnh rồi mà. Ảnh có hài lòng á cũng không có biểu lộ ra cho mình biết đâu. Đám cưới của tụi con á tổ chức sớm hơn được thì tốt quá. Sao vậy mẹ? Không có gì. Đằng nào thì cũng chuẩn bị xong hết rồi, cần gì phải chờ tới tháng sau hả con? Khoan đã mẹ, để con thử hỏi anh Trường xem sao. Dù sao để đám cưới của con Phương xong rồi bày ra chuyện thì tốt hơn. Mình phải tổ chức đám cưới của con Phương thật bình yên vô sự, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hả? Em có thai? Bởi vậy anh Khanh kêu em nghỉ bán luôn. Bây giờ làm sao chị? Làm sao gì mà làm sao? Buôn bán đâu quan trọng, em bé mới là quan trọng. Ủa? Mà sao nhìn bề ngoài đâu thấy giống như em đang có bầu đâu? Em có bầu mới 2 tháng hà. Phải 4, 5 hay 6 tháng thì mới thấy bụng được. Mà em nghe nói á, đến lúc đó thì em bé cũng sẽ cử động luôn ở trong này nè. Hay quá ha. Như vậy là em bé đang lớn lên trong đây á hả? Dạ. Em nói mình làm đám cưới sớm hả? Ừ, mẹ nói vậy đó. Có cần phải dọn như vậy không? Nhưng mà phần nào em cũng đồng ý suy nghĩ của mẹ mà. Nhưng mà em cũng muốn á, thay vì mình cứ tiếp tục chờ đợi đến tháng sau thì bây giờ mình làm đám cưới sớm đi, rồi mau ổn định, còn làm lại công ty nữa, nhanh. Nếu ý mẹ với em như vậy thì mình cứ tiến hành đi. Để anh gọi điện qua Pháp cho mẹ anh. Giỏi lắm, con gái mẹ giỏi lắm. Trời ơi, mẹ chờ đợi tin này biết bao lâu rồi. Thằng Khanh chắc nó mừng lắm hả con? Dạ, anh Khanh ảnh mừng quá trời luôn á mẹ. Sao mà không vui cho được. Muốn ăn món gì, nói đi mẹ nấu cho. Dạ thôi,
Chắc con không muốn ăn cái gì đâu mẹ. Hồi hôm qua anh Khanh mua về quá trời đồ ăn ngon luôn, nhưng mà con ăn không được. Nhóc này coi bộ ăn uống khó tính lắm đây. Từ giờ trở đi á, con á là phải nghĩ những điều tốt đẹp, phải nhìn những cái thứ gì tốt đẹp, và nói năng á thì phải nói lời hay lẽ phải. Có như vậy thì đứa bé sinh ra mới khỏe mạnh. Hồi nào Thủy còn là con nít mà bây giờ Thủy của mẹ sắp làm mẹ rồi đó. Mẹ này thiệt tình, làm như con là con nít dữ lắm. Anh có phải là anh Khanh không à? Nhà báo chuyên viết về mảng kinh tế, hẹn gặp tôi có chuyện gì vậy? Hay là mình tìm một chỗ nào khác nói chuyện một chút có được không? Tôi đang làm việc, không có thời gian rảnh. Nếu như không có gì đặc biệt, tôi xin phép vô làm việc. Có một điều là tôi không hiểu, là ba của anh là chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì nước ta, tại sao anh lại đi làm ở bên ngoài cho cực khổ như vậy chứ? Anh đến đây để tìm hiểu chuyện riêng tư của gia đình tôi đó à? À không, tôi thì tôi đang lấy tin về mặt hàng phở của tập đoàn Sky và bên Hương Việt. Nhưng trong quá trình lấy tin á, thì có khá nhiều chuyện thú vị ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bởi vậy tôi đang phân vân có nên viết một bài phóng sự khá đặc biệt hay không. Theo anh Khanh thì tại sao, lý do gì mà ông chủ tịch Cường lại đầu tư quá nhiều về mặt hàng phở, thực phẩm mà bất chấp sự phản đối của hội đồng quản trị, tại sao vậy? Nếu về chuyện đó thì anh đi gặp trực tiếp ông Cường mà hỏi. Anh biết cô Vy chứ, đại diện bên Hương Việt. Nghe nói anh và cô Vy có mối quan hệ gần gũi với nhau thời cấp 3, và cuộc sống buông thả của anh khi qua Pháp sau cú sốc chia tay với cô Vy cũng để cho người ta nhắc tới thường xuyên lắm đó. Chưa hết đâu, còn một điều thú vị nhất là vợ của anh lại chính là em gái của cô Vy. Đây đúng là một chuyện tình cảm khá là phức tạp đó. Đừng có rảnh rỗi mà đi đào bới chuyện riêng tư của người khác nữa. Hãy lo suy nghĩ viết bài đúng bổn phận của mình đi. Tôi đang viết theo bổn phận của tôi đó. Cảm ơn nha, cảm ơn cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Đi. Ủa đi đâu? Tụi mình đã thống nhất với nhau chủ nhật là được nghỉ mà. Vậy mới rủ Vy đi. Cho Vy 10 phút rồi đó. Chuẩn bị nhanh nhanh nha. Nhưng mà mình đi đâu vậy anh? Đi đi rồi biết. Mình đến đây chi vậy anh Thiện? Cái gì vậy? Vy nhìn mà không biết hả? Mình đi chơi picnic. Thời tiết như vậy mà ở nhà thì uổng quá. Trời đất, anh làm Vy tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm. Anh Thiện lúc nào cũng là người tùy hứng và khác thường đến như vậy đó hả? Cũng gần như vậy đó. Nhưng mà chắc Vy không tin đâu, những đồ ăn trong này tự tay tôi làm hết đó. Anh hay đó. Nhưng đừng tưởng làm như vậy là có thể Vy siêu lòng với anh Thiện đâu nha. Ai kêu Vy siêu lòng đâu, chỉ rủ đi ăn thôi mà. Vy lúc nào cũng phóng đại không. Nhờ có anh mà Vy được ăn no, được hóng gió mát ở bờ sông, để còn được thay đổi không khí nữa. Cảm ơn anh. Tôi thay đổi chiến lược rồi. Tôi sẽ không nài nỉ ép Vy phải chấp nhận tấm lòng của tôi nữa đâu. Tôi chỉ muốn được ở bên cạnh Vy, là nguồn động viên an ủi Vy những lúc Vy vất vả và mệt mỏi thôi. Vy cảm ơn anh đã nói như vậy, nhưng mà bất cứ lúc nào Vy cần một bờ vai để tựa thì hãy nói với tôi. Tôi sẽ cho Vy mượn nguyên một bờ vai rắn chắc và khỏe mạnh như vậy. Vy không muốn như vậy đâu, vì Vy sợ nếu phải dựa vào vai ai đó, Vy chỉ muốn trú luôn ở đó. Vậy thì Vy cứ làm như vậy đi.
Sợ bị tổn thương nên không dám yêu lần nữa à? Thật là vô lý. Trên đời này làm gì có những người nhát gan như vậy? Cứ cho Vi là kẻ nhát gan cũng được. Thà như vậy còn hơn là bị đau đớn và tổn thương vì yêu. Vi cũng có tình cảm với tôi mà. Vi cũng muốn dựa vào tôi mà. Vậy thì cứ làm những trái tim mách bảo đi. Tại sao lại tự hành hạ bản thân mình vậy chứ? Anh làm, Vi không bao giờ làm trò dựa dẫm vào ai đâu. Tại sao anh cứ làm khổ Vi hoài? Vi không muốn yêu đâu nhé. Sợ giống như mẹ của Vi lắm. Mẹ Vi đã bị người đàn ông mẹ từng yêu bỏ rơi lúc Vi còn nằm trong bụng. Người là ba ruột của Vi đó đã hoàn toàn coi thường mẹ con Vi. Ông ấy đã phản bội mẹ Vi một cách tàn nhẫn. Người mẹ đáng thương đã ra đi và bỏ Vi lại một mình trên cõi đời này. Vi không thể nào tha thứ cho con người đã làm cho Vi và mẹ Vi phải đau khổ và chịu nhiều bất hạnh đến như vậy. Người đó có phải là ông chủ tịch Cường không? Đúng rồi phải không? Tự nhiên tôi cảm thấy như vậy. Quan hệ giữa hai người không hiểu sao tôi thấy không được bình thường. Nghĩ lại chuyện Vi và Khanh quen nhau, quả đúng một bi kịch. Bởi vậy Vi lại càng quyết tâm không thể nào tha thứ được cho con người đó. Con người đã làm cho những đứa con của mình phải chịu nhiều đau khổ và bất hạnh. Vi bắt đầu kinh doanh phở ăn liền là để trả thù chủ tịch Cường phải không? Không hoàn toàn như vậy đâu. Lúc mới đến làm ở cho chú Hoàng, Vi đã từng suy nghĩ mai này lớn lên nhất định Vi sẽ kinh doanh phở. Anh Thiện có sợ bị Vi lợi dụng không? Không. Vì tôi cũng thấy cần nên mới đã làm việc chung với Vi. Tôi không nghĩ như vậy đâu. Bây giờ thì anh biết lý do tại vì sao Vi không thể nào đón nhận được tấm lòng của anh rồi đúng không? Nhưng tôi không thể nào dừng lại được nữa rồi. Ngược lại, tôi thấy càng phải giữ chặt Vi hơn. Ngay lúc này đây, tôi muốn ôm lấy trái tim của Vi. Nhưng cuối cùng rồi thì anh cũng sẽ bị tổn thương mà thôi. Hồi sáng có nhà báo làm Khanh rất là bực mình. Nhà báo đó đâu vậy? Báo Kinh tế thành phố. Khanh tìm hiểu thì biết được tờ báo đó vừa viết kinh tế nhưng cũng đăng khá nhiều bài viết về đời tư của các đại gia. Hắn muốn khai thác gì hả? Rõ quá còn gì. Hình như hắn lấy làm thú vị khi thấy Khanh rời khỏi ba và sống như thế này. Cũng phải thôi. Đối với nhà báo thì mấy chuyện này chỉ cần khai thác tốt là viết bài được rồi mà. Khanh đừng bận tâm quá làm gì. Người ta tự làm như vậy một hồi rồi tự thôi à. À, đám cưới của mình sẽ tổ chức sớm hơn dự định đó. Tại sao lại như vậy? Mẹ Khanh muốn như vậy. Mẹ Khanh hả? Thủy có khỏe không? Khanh và Thủy sắp được làm ba làm mẹ rồi. Thiệt chứ vậy hả? Ừ. Chúc mừng Khanh nha. Thật ra Khanh cũng thấy hơi sợ. Không biết mình có trở thành một người cha tốt không nữa. Đừng có lo.
Khanh dư sức trở thành một người cha tốt mà. Nè, bây giờ sắp có em bé rồi, không lẽ Khanh cứ sống như vậy hoài sao? Khanh đã quyết định nhờ mẹ trong một thời gian. Khanh thì không sao, nhưng mà để Thủy sống cực khổ như thế này, Khanh thấy mình có lỗi quá. Khanh suy nghĩ như vậy là đúng đó. Chúc mừng Khanh nha. Khó chịu muốn chết luôn rồi trời. Không biết mình phải ở đây tới chừng nào. Buồn quá. Hay là mình qua mẹ chơi ta? Ủa, sao Biểu nghỉ ở nhà mà cứ ra đây vậy? Ở nhà buồn thế mà, sao con chịu nổi. Mẹ ăn thử cái này không? Ngon lắm. Có em bé là không có được ăn uống tùm lum không có tốt đâu nha. Con không biết, thèm là con ăn à. Chứ có em bé làm gì mà ăn cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Bực mình. Nè nè, ăn với nói vậy á. Con nói vậy á là em bé trong bụng nó nghe hết á. Phải ăn nói tử tế, dịu dàng, rồi sau này con mới dễ dạy, hiểu chưa? Chị ơi, chị cần em 300 rảnh thịt cho chị. Dạ. Con gái thứ hai của chị á hả? Em nghe nói nó lấy chồng rồi mà. Mà gia đình chồng nó là tập đoàn Cai phải không chị? Dạ đúng rồi. Con gái nhà giàu mà ăn mặc tiết kiệm quá ha. Em nghĩ làm dâu nhà đó thì phải ăn mặc sang trọng và quý phái lắm mà. Cái ông Mạnh đó đó, lúc con gái ông về làm dâu nhà tập đoàn Sky á, tôi thấy ông khoe khoang gì đâu á. Bây giờ mà nhìn con gái ổng á, tôi thấy nghi nghi á, hình như nó không phải làm dâu nhà đó thì phải. Nghe đồn á là con dâu nó bị đuổi luôn rồi. Chồng nó cũng nghỉ luôn ở chỗ công ty ba chồng nó luôn. Ủa sao kỳ vậy? Làm sao tôi biết được. Nói tóm lại á là từ ngày nó làm đám cưới cho con nhà trên là tới mức đó là tôi nghi nghi lắm rồi. Mà có khi nào con trai của tập đoàn Sky có vấn đề gì không đó? Biết đâu đó. Nói tóm lại cái ông Mạnh này vênh váo mặt đi khắp nơi, giờ đẹp mặt ra đó. Mày cái con mẹ này, bất cứ ai mà còn bếp xếp chuyện nhà một lần nữa hả, ông sẽ banh xác quăng mỗi nơi một khúc. Mà có gom được chung không bao giờ đủ. Tưởng mình ra đây mình ngồi vậy là hay ho lắm hả mày? Hả? Mày định quảng cáo ở chợ này người ta biết là mày bị gia đình chồng mày đuổi phải không? Bị đuổi gì mà bị đuổi? Tự động tụi con ra riêng mà. Thôi mày đừng ở đây mày làm mất mặt cho mày nữa. Đi, mày đi đi. Ông, con nó đang có bầu mà ông làm gì vậy? Tụi con làm gì nữa? Mày đi đi, đừng ở đây nữa. Đi, tao kêu mày đi mà. Đi thì đi làm gì dữ vậy? Đi, đi đi. Thủy, Thủy, ông làm cái gì vậy? Tụi bà nghe người ta ngoài chợ người ta xăm xì không? Từ giờ chưa đi, không cho con Thủy léo hoánh ra cái chợ này nữa. Đi. Ủa em sao vậy? Có chuyện gì hả? Dạ, dạ không có gì. Em nói đi, có chuyện gì vậy? Không có gì thiệt mà. Không có chuyện gì, sao em lại khóc? Dạ đâu có. Chắc tại có gì nó rớt vô trong mắt em á. Ê, mùi trái cây ngon quá ta. Chắc là vất vả lắm phải không em? Nếu mà vất vả quá, về nhà ba mẹ mấy ngày đi em. Em không về đâu. Nhất định em không bao giờ về đó nữa. Nếu cậu Cường phải rời khỏi ghế chủ tịch thì có khi sẽ khó cho em đó Thư à. Em đã chuẩn bị tinh thần rồi.
Chị thấy cậu Cường đối với em không có vấn đề gì, mà sao tình cảm của em đối với cậu Cường lại bị tổn thương quá vậy? Con người đó đã đạp lên lòng tin của em. Không, của cả gia đình mình. Con người như vậy không đáng để dẫn dắt hàng bao nhiêu nhân viên đâu chị ạ. Thôi được, chắc cô cũng đau khổ lắm nên anh không hỏi nữa. Việc lần này xong, cô định giải quyết cái cậu Cường luôn sao? Bây giờ thì em chưa nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mà dù sao thì cũng không thể để một con người như vậy tiếp tục ở trong công ty mà ba đã gây dựng nên. Trước mắt, mục tiêu của em là làm sao cho anh ấy ra khỏi công ty của ba đã. Đi ra ngoài rồi à? Thôi được, để tôi gọi điện di động. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number you have dialed is temporarily not available. Please try again later. Hay là đang đi làm với hội từ thiện? Dạ, chào chị Xuân. Tôi là Cường chủ tịch đây. Tôi có hẹn ăn tối mấy gia đình mà tôi không có cách nào liên lạc được với bà nhà tôi. Ở bên chỗ chị hôm nay có đi làm từ thiện không vậy? Sao? Chị nói là nhà tôi đã nghỉ việc ở hội tình thương à? Không, hình như tôi có nghe nhưng mà thầy tôi quên. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Cô ấy nghĩ gì cơ hội tình thương à? Ủa, anh về rồi hả? Em đi làm từ thiện xong ăn nhẹ nên giờ hơi trễ. Vậy à? Em làm từ thiện ở đâu vậy? Dạ, ở trường Hy Vọng. Hôm nay em tổ chức sinh nhật cho mấy đứa nhỏ. Em vô thay đồ rồi ra liền. Chút đi. Hôm nay mấy gia đình chủ tịch các công ty có hẹn nhau đi ăn cơm tối. Vậy hả anh? Sao anh không nói trước? Vậy là vì em mà anh không đi được hả? Chuyện ăn tối bây giờ không thành vấn đề nữa. Mà anh muốn hỏi em, dạo này em đi đâu và làm gì vậy? Đi đâu làm gì là sao? Em đi làm từ thiện mà. Hồi nãy anh có gọi điện cho chị hội trưởng rồi. Nghe nói em đã nghỉ việc ở hội tình thương. Mình giấu tôi đi đâu làm gì vậy? Hay là để tôi tự tìm hiểu xem hôm nay mình đã đi đâu? Dạ, sự thật là Em đi gặp thằng Khanh với con Thủy. Cái gì? Vậy ra lâu nay em vẫn liên lạc với thằng Khanh à? Anh có biết thằng Khanh nó sống như thế nào không? Nó là đứa con trai duy nhất của anh đó. Em không ngờ anh lại sống vô tâm như vậy. Anh đã nói rồi, không phải là anh không quan tâm, mà anh để theo dõi một thời gian coi đã.
để theo dõi à? Vậy anh tính để cho cháu của anh sinh ra trong căn nhà như vậy sao? Cháu là sao? Con Thủy nó có thai rồi. Bởi vậy hôm nay em tới đó để gặp và đưa nó đi ăn đó. Em không muốn nhìn thấy con và cháu của em sống như vậy nữa. Để theo dõi à? Vậy em tính để cho cháu của anh sinh ra trong căn nhà như vậy sao? Ba nghe mẹ con nói vợ con có thai rồi phải không? Dạ. Tụi con định sinh đứa bé trong cái căn nhà đó sao? Tụi con sinh con ở đâu? Chuyện đó không liên quan tới ba. Sao lại không liên quan? Nó là máu mủ của ba kia mà. Ba quan trọng máu mủ của ba tới mức như vậy sao? Vậy sao lúc trước ba lại dễ dàng từ bỏ máu mủ của mình như vậy? Thôi được rồi, nếu con thấy khó về thì để ba kiếm cho con một cái nhà khác. Con dọn tới đó ở, rồi còn đi làm ở công ty nữa. Con không có ý định đó đâu. Ba nói như vậy không phải là vì con đâu. Con phải nghĩ đến đứa bé sắp chào đời, rồi vợ của con nữa. Chính vì con nghĩ đến đứa con của con cho nên con mới làm như vậy. Con sẽ không bao giờ nhận sự giúp đỡ của ba. Anh dừng xe giúp em. Ba không cần lo cho đứa bé. Con là cha của nó. Cho dù có chuyện gì đi nữa, con cũng sẽ nuôi con của mình bằng chính sức lực của mình. Con sẽ không giả như không biết, giống ai kia đâu. Con chào ba. Xong rồi chị? Xong rồi. Đẹp hơn áo cưới tôi đã từng mặc đó nha. Sao vậy ta? Sao đẹp hơn vậy ta? À, tôi biết rồi. Chắc là vì có tấm lòng chân thành của chú rể nên mới đẹp vậy đúng không? Thực sự là tôi phải cảm ơn chị nhiều việc lắm đấy. Nghĩa gì? Cậu Luân nè, cậu biết Hiền là một người rất tội nghiệp đúng không? Bề ngoài nó giả bộ mạnh mẽ vậy thôi, chứ bên trong nó đau khổ dữ lắm. Cậu nè, ráng chăm sóc nó nha. Tôi sẽ cố gắng hết sức mà. Đời của Nhã Hiền nở hoa được là nhờ gặp miếng đất màu mỡ. Không, nhờ gặp được người đàn ông tốt như cậu vậy đó. Ba ngày ban mặt bỏ tiệm đi đâu cũng không biết nữa. Hiền, có khách khứa gì không? Cũng nhiều lắm. Anh đi đâu vậy? Anh có chút việc bận mà. Anh hay quá ha. Đi đâu về nhất định không nói được chứ gì. Tóm lại, anh mà để tôi bắt được quả tang thì... Tối nay bán hàng xong ấy, đi với anh ra đây chút xíu ha. Hôm nay có việc gì mà lại rủ đi chung vậy ta? À,
Chắc là lâu nay toàn là đi một mình cho nên thấy áy náy chứ gì. Tối nào anh cũng nói là bận rồi, sao bữa nay có chuyện gì vậy? Mấy bữa nay anh bận quá, không quan tâm em được. Giận anh được phải không? Giận nhưng mà giận. Anh làm gì đi đâu á, tôi đâu quan tâm. Hơn nữa, tối nay cũng đã bận rồi.